Ok. Trong video này mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho một bạn là cách làm video đơn giản nhất. Được chưa? Thì mình sẽ làm một cái video để làm video đơn giản nhất. Thì đối với đơn giản thì các bạn nên làm bằng phần mềm Camtasia hoặc là phần mềm Filmora. Trước đó mình đã hướng dấn với các bạn ấy. Thực ra ấy, khi bạn cần edit video các thứ ấy, thì đôi lúc một số trường hợp ấy các bạn cần edit video các bạn ạ. Phải không ạ? Bây giờ trong thời buổi bây giờ ấy, các bạn làm gì thì các bạn cũng đôi lúc nhá, thì các bạn cần phải có nội dung video, bởi vì video nó trực quan nhất, nó thực tế nhất, phải không ạ? Đó, bởi vì là video nó có thể là nó truyền tải được cái nội dung nó gần giống với thực tế, hình ảnh nó cũng được rồi nhưng mà video nó thực tế nhất các bạn ạ. À, nó khi bạn nhìn vào video ấy, các bạn có thể nhìn nhìn vào trong trong cái môi trường thực tế, nhưng mà nó thu nhỏ qua một cái điện thoại, hoặc là thu nhỏ qua một cái màn hình máy tính mà thôi, hoặc là màn hình tivi mà thôi, nhưng mà nó sẽ trực quan nhất. Được chưa? Đó. Sau này sẽ có những cái công nghệ mới ra thay thế được video, nhưng mà hiện tại chưa có một cái gì đó thay thế được video. Được chưa? Đó. Chất lượng ảnh thì nó có thể là ảnh khi mà chụp ảnh nó có thể sắc nét hơn, nhưng mà video thì nhiều cái nó thực tế hơn. Mà video thì nó kèm cả cả ảnh và cả âm thanh. Được chưa? Đó, cho nên là nó vẫn rất là hay. Đó. Và là bạn nào mà hay làm YouTube ấy, thì các bạn có thể chỉnh sửa và edit. Được chưa? Thì thường mình giới thiệu với các bạn đó chính là cái phần mềm Cyberlink Pro Editor này. Đơn giản nhất là phần mềm này nó không cần yêu cầu phức tạp và nặng giống như phần mềm DaVinci Resolver, hoặc là một số phần mềm Premiere, hoặc là Sony Vegas, hoặc là Corel Video đó. Đấy, bạn thấy chưa? Nó khá đơn giản. Đấy. Đầu tiên một cái phần mềm làm video nào cũng thế thôi. Đó. Bạn chú ý này. Đập vào mắt của chúng ta đó là phần project, đó là phần phần in, là phần vào, thì nó sẽ gồm có hiệu ứng này, nó có một số hiệu ứng transition, animation này, đó một số chỉnh về một số kiểu chữ này, được chưa? Đó. Rồi, đấy, một số kiểu chữ này. Một số hiệu ứng chuyển cảnh này. Đấy. Trong video cái thứ này. Đấy. Đó là những cái công cụ. Và dưới này là phần để video. Đó. Rồi, chúng ta gọi là timeline, còn phần này để chúng ta xem video ở góc bên này. Đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái file video. Được chưa? Chuẩn bị một cái file video. Mình sẽ xem một cái video vào đây. Ví dụ xem một cái video nha. Video nào được nhỉ? Nó bật qua đây, nó sẽ kéo. À, video này đây, video này cũng khá là hay. Đây, video này mình sẽ sửa video này chẳng hạn. Ví dụ như các bạn kéo một cái file video vào, được chưa? Đó, kéo một cái file video vào. Ví dụ như mình kéo một cái file video thứ hai vào đây. Đây, video này mình quay cách đây mấy ngày. Hôm nay là ngày mùng 9. Đây. Quen rồi ấy, cho nên là mình Đây, ví dụ như bây giờ các bạn sẽ thấy này. người ta thiết kế này các bạn xem để người ta, để các bạn hiểu biết nhá. Cái mắt này, cái mặt này, hai cái này người ta chui này. Đấy, khi mà cái này nhảy lên đấy, cái này nhảy lên thì cái này nó sẽ kéo, tự động kéo vào đây các bạn. Đấy, nó bật qua đây, thấy chưa? Nó bật qua đây, nó sẽ kéo xuống. Và lúc này ấy, thì nó sẽ như này các bạn.
Ừ. Phải chỉnh cái đoạn video này không nhỉ? Cái này chỗ nào ta? cái được mòn hết đoạn thế này các bạn ạ. Cần chú ý này, bấy này người ta bấy gà, bấy gà hay người ta là bấy chuột hay bấy gì đấy, các bạn xem đây cách bấy này. Nếu mà mình quay, mình nói lại này, nếu mà mình quay video này quay đúng phải bấy bạn nào thì các bạn thông cảm cho mình nhé, mình cũng chỉ quay thôi nhá. Đấy, mình không động vào nhé các bạn nhé. Đây đó, ở đây cái bấy này. Ví dụ như mình chọn cái đoạn này chẳng hạn, mình bỏ đi chẳng hạn. Ở cái phần mềm này chẳng hạn, ví dụ như các bạn muốn bỏ đi ấy, các bạn muốn cắt đi ấy, thì các bạn chỉ cần dựng vào đây này, đỡ vào đây này, sau đó các bạn nhấn vào cắt này. Các bạn chú ý này, ở phiên bản của mình là phiên bản 18, được chưa? Phiên bản 18 thì mình sẽ up cái firmware cũng như là cái phiên bản này lên, hoặc là các bạn lên trang chủ của cái Cyberlimpo Editor tải về. Được chưa? Nó rất là hay, nó chỉ có mấy cái công cụ cơ bản thôi, nó vừa nhẹ. Mình đã hướng dẫn, mình đã chạy thử trên một số dòng laptop, thì đa số những cái dòng laptop nó đều thực hiện nó rất là trơn tru và nó rất là tương thích. Được chưa? Đó. Ở đây ấy thì các bạn muốn cắt video ấy, thì các bạn nhấn vào đây cắt video, được chưa? Đó, sau đó các bạn sẽ delete nó đi đấy, xóa nó đi này, remove này. Ở đây là xóa, sau đó nó sẽ lùi vào, được chưa? Đó, xóa nó sẽ tự lùi vào, còn ở đây là xóa giữ nguyên, được chưa? Đó, xóa nó tự lùi vào, thấy chưa? Đấy, sau đó ví dụ như ở đây, ví dụ như cái đoạn này lúc nãy mình cũng đã cắt rồi, ví dụ như ba đoạn này nó nối vào nhau phải không ạ? Mình cắt đấy, mình cắt này, mình cắt này, sau đó bạn bỏ đi này để nó lùi vào, thấy chưa? Đó, ví dụ như cái đoạn này mình cũng cắt, ví dụ như cái đoạn này đấy, đấy ví dụ như cái đoạn này mình cắt cái đoạn này đi này, cắt đi này, sau đó mình lùi vào, thấy chưa? Đó, như này thì các bạn đã có được một cái đoạn video như này đấy, thấy chưa? Đó, Bấy này bật lên. ở đây này, ví dụ như ở cái đoạn này này, ví dụ như mình nhấn, sau đó các bạn sẽ chú ý là ở đây chúng ta nhấn vào đây để thêm chữ này. Đấy, thêm cái chữ này. Được chưa? Đó, đối với phần nền này thêm chữ. Ở đây thì các bạn nhấn là ví dụ như ở đây là bấy gà rừng. Cái này người ta thường bấy gà rừng nhiều hơn hả? Gà rừng hay là thú rừng gì đó. Cách bấy gà rừng. Đó. Cách bấy gà rừng. Ở đây là cái bẫy gà rừng thì ở đây là kiểu như mình để phông thumbnail đi đấy, phông này nhìn nó không được đẹp nhỉ, chọn cái phông ở đây nó đẹp hơn, nó bự hơn. Mấy cái phông này nó bự hơn. Đấy. Ở đây sau đó các bạn sẽ đổ màu cho cái phông này đi. Được chưa? Đó. Sau đó các bạn cho cái phần phần hiệu ứng trong cái chữ nó cũng giống như cái phần mềm khác. Đấy, ví dụ như hiệu ứng này là hiệu ứng starting, đây là hiệu ứng bắt đầu, và hiệu ứng này ending effect, hiệu ứng kết thúc. Có nghĩa là hiệu ứng này nó sẽ vào, nó sẽ tan biến đi. Ở hiệu ứng này nó bắt đầu. Ví dụ như nó bắt đầu. Đấy, có nghĩa là nó bắt đầu, sau nó từ đâu nó sẽ bay tới. Đó. Từ đâu nó sẽ bay tới và nó cứ đứng ở đấy. Hiệu ứng dưới này ấy, là hiệu ứng end này là kết thúc. Là hiệu ứng này tự dưng nó đang đứng một chỗ, sau nó vụt một cái, nó bay đi. Nó biến mất luôn. Đó, đây là hiệu ứng kết thúc. Biến mất. Được chưa? Đấy. Đó, thấy chưa? Đấy, cách bẫy gà rừng nó. Ở đây là các bạn có thể ok. À. Đấy, mình sẽ nhấn ở đây luôn. Thấy chưa? Sau đó con nó chưa hiệu bẫy. Gà, bẫy gà chứ. Nhấn gà. Sau đó mình
thêm ở dưới này. Đó, mình xem này. Bây giờ nó sẽ có một cái chữ như này. Đấy. Sau đó nó chạy đến đây thì nó sẽ ra cách bẫy gà Thấy cái bẫy rừng. này chưa? Làm một cách nữa đó chính là chúng ta thêm súp cho cái đoạn video này. Ví dụ như súp ở đây này. Thêm sắp nó. Có thể là phần tiêu đề hay là trên cái mục chú thích ấy. Đó, giống như cái phần caption lúc caption ở một cái video trước đó mình đã hướng dẫn với các bạn trên phần mềm browser ấy. Được chưa? Ở đây là mình hướng dẫn thấy chưa? Cái gà rừng này mình cũng nói một tí, gà rừng này là nó sống ở trên rừng, cái gà này nó chỉ bé thôi, được chưa? Cái gà này nó cũng giống gà làng nhưng mà cái giọng gà này nó kêu nó khác một tí. Bạn nào nhận biết được ấy, thì các bạn có thể xem gió, các bạn có thể là tiếng gà rừng kêu ấy. Đấy, để rõ hơn. Gà rừng này thì nó ăn nó ngon hơn gà 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 ấy các bạn ạ. Gà ở làng, gà làng chúng ta nuôi ấy. Gà rừng này thường những cái bạn hay lên vùng núi ấy, thì các bạn mới gặp cơ. Đấy, thì nó mới gặp gà rừng này và ăn rất là ngon, ngon mà mua nó khá đắt. Cái gà này nó còn dùng để làm thuốc được, được chưa? Nhiều người còn dùng để làm thuốc được. Đây là vô tình mình đang đi tìm một cái cây, cái gọi là cái lá của cây sâu ấy, mọi người hay thường gọi là lá cây sâu sâu ở rừng ấy, các bạn biết không? Cái lá cây sâu sâu nó như nào, mình sẽ cho các bạn xem này. Thì mình vô tình gặp cái bẫy này thôi, chứ không mình không phải bẫy, sau đó mình quay review ạ. Đó rất là nhiều. Đây này, đây là lá cây sâu sâu này. Cái lá này là thường nó sẽ mọc vào mùa, nó sẽ mọc vào mùa xuân, nó sẽ ra lá vào mùa xuân và mùa đông, thu đông thì nó sẽ rụng rụng lá. Cái lá cây này ăn về, lấy về ăn nó rất là ngon, ăn tươi cũng như là các bạn biết cách xào ấy, ăn nó rất là ngon. Cái lá này ấy thường vào vào mùa xuân, đó, bắt đầu qua Tết một tí thì bắt đầu những cái cơn mưa lất phất, mưa phùn hay là mưa đầu mùa cúc vũ là các thứ ấy, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ ra đấy, nó sẽ ra ra lá non và chúng ta sẽ lấy cái lá non này về ăn. Các bạn ạ, ăn nó rất là ngon. Chúng ta có thể chấm vào nước mắm hoặc là các bạn có thể làm tẩm ướp những cái gia vị khác nhau để chúng ta là chúng ta chấm thì nó ăn rất là ngon, hoặc là các bạn làm những cái chẩm chéo ấy. Mình vô tình đi tìm cái này thấy ở đây có thôi đó, sao nó rất là hay. Ví dụ như ở đây tiếng gà rừng kêu chẳng hạn, ví dụ như ở đây là, thì các bạn chờ mình một tí, mình sẽ để đâu ta, đây ở đây rồi, đây ví dụ như gà rừng kêu thì cái tiếng gà của nó sẽ khác hơn cái gà 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 của chúng ta một tí bạn ạ. Đó, đây bạn xem này, đây là toàn bộ tiếng gà rừng, đây là toàn bộ những cái âm thanh của mình đã lọc ra rồi, đã lọc và chỉnh sửa và lọc âm cũng như là chỉnh sửa độ nhiễu của âm đấy hết rồi. Đây là một số âm thanh mình cũng tổng hợp lại nữa các bạn. Đây là toàn những cái âm thanh mình đã lọc ra hết rồi, gọi là mình đã, có nghĩa là những cái âm thanh mình lấy ở, mình có thể mình xin hoặc là mình lấy ở trên internet về, tham khảo trên internet về lấy về, sau đó mình lại sử dụng phần mềm để lọc ra những cái âm tạp ấy đó, cho nên âm thanh của nó cũng khá là tốt. Ví dụ gà mái rừng đây này, đó cái tiếng âm thanh của nó hoàn toàn đang khác các bạn. Đây là gà mái rừng các bạn nhé. Đấy, còn đây gà mái rừng này. Đấy, cái âm thanh của nó hoàn toàn nó khác hơn với cái, nói chung là nó hoàn toàn nó khác. Đấy, cái âm thanh của gà gà rừng với gà gà ta nó hoàn toàn nó khác nhau các bạn. Đây là âm thanh gà rừng ấy. Đó, đây là người ta đặt cái bẫy này để bẫy gà rừng. Gà Đấy là rừng một ăn, đêm. gà rừng ăn rất ngon. Được chưa? Đấy các bạn xem này. Cái này nó chạy này, thấy chưa? Đấy, sau đó các bạn thêm dấu cộng thứ hai. Đó. Xem cách
Đấy, ví dụ như ở đây là các bạn có thể thêm cho màu của nó, hoặc là phần text này. Đấy, thêm cho màu của nó, ví dụ như ở đây là màu xanh, được chưa? Đó, cho cái phần chữ của nó to lên một tí. Đấy. Ok, là các bạn chỉ cần ok cái text ở phần cái chữ ở cái này thôi. Còn đối với trường hợp mà các bạn chỉnh sửa xong này, các bạn apply ở đây ấy, thì các bạn apply đồng bộ tất cả những cái text ở đây, những cái sub ở đây nó cũng giống nhau. Nó apply toàn bộ, hay là nó xử lý toàn bộ all thì nó sẽ xử lý cả màu chữ, các bạn chú ý nhé. Còn cái phần này, phần đổ bóng cho cái chữ ở đây ở ngoài, đổ bóng cho cái màu ở ngoài ấy. Đấy, các bạn có thể thêm thêm màu cho nó. Ví dụ như ở đây là chúng ta cho màu hồng này, nó sẽ đổ bóng. Đấy. Đó, xem đổ bóng ở ngoài này, bạn thấy cái màu đỏ đỏ ở ngoài viền này, nó giống như màu 3D ấy. Đó, bạn xem này, đó, đây là cũng cách để chúng ta làm sắp. Đối với một số trường hợp các bạn ép vào đây nó bị khó ấy, thì có thể là do thứ nhất là do cấu hình máy của các bạn ép bị chậm. Đấy, đối với những cấu hình máy yếu ấy, ép vào nó rất là bị chậm, nó rất là đơ. Còn đối với trường hợp mà hoặc là các bạn cho nhiều phông quá, cho nhiều phông vào cái phần thông tin ở đây quá thì nó cũng xảy ra cái tình trạng đó chính là cái phông của chúng ta cho vào nhiều ấy thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ nặng máy. Các bạn để ít phông thôi, thường thì mình để tầm khoảng 500 phông thôi, nhưng phông nào cần thiết thì mình mới cho vào, các bạn chú ý nhé. Đó, phông nào cần thiết thì mình mới cho vào. Đó. Phông nào cần thiết thì mình mới cho vào đó. Đấy, sau đó các bạn add những cái này vào. Đó. Sau đó các bạn có thể cho thêm một số phần âm thanh vào. Đấy, ví dụ như cái tiếng gà gáy chẳng hạn. Đó. Nó cho tiếng gà gáy hoặc là một số âm thanh nhạc nền nó gáy nó bé bé hơn cái âm thanh này chẳng hạn. Đó, thấy chưa? Đấy. Các bạn có thể cho phần logo bản quyền vào. Các bạn logo các bạn có ấy, thì các bạn chỉ cần cho cái kéo cái thả cái logo vào đây. Đấy là được. Nó giống như kéo thả cái logo bình thường ấy. Logo bình thường giống như cái logo logo của video, logo của hình ảnh. Kiểu như mình kéo cái logo của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này vào. Được chưa? Đó, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mình sẽ kéo vào đây. Kéo vào đây này. Đấy, thấy chưa? Đó, bạn để như này thì thấy cái logo Việt Nam ở trên này chưa? Đấy, các bạn to nhỏ thì các bạn tùy ý. Đó, đó, đối với những các bạn mà chưa chưa cần biết, các bạn biết được cách như này, các bạn hướng dẫn thành các bạn làm thành tạo ấy, sau này các bạn khác ấy, các bạn khác thành thạo hơn đối với những cái cách mà các bạn, những cái tool công cụ ấy, được chưa? Cái này các bạn có thể kéo xuống một tí, sau đó giảm cái âm thanh này xuống một tí để cho nó thấp hơn cái âm thanh chính gốc. Thấy chưa? Để nó không át cái âm thanh tiếng của mình. Đó. Đây, đây có một cái này các bạn xem này. Đó, ví dụ thế là các bạn thấy chưa? Đây, cái đấy chủ yếu bẫy gà rừng nhiều. Đó, ví dụ thế chẳng hạn. Sau cái này các bạn có thể kết thúc một cái đoạn màn chào chẳng hạn. Đấy, sau đó cái này các bạn có thể cho cái chữ của nó nhỏ hơn một chút, tầm khoảng 18 thôi. Được chưa? Đó, mình sẽ hướng dẫn cái này nhanh bởi vì là mình không muốn mất nhiều thời gian vào cái mảng video này để hướng dẫn các bạn nhiều quá thì các bạn thể là các bạn nhầm lẫn hoặc là các bạn không không rõ. Đấy. Nó rất là Nhưng mà khi mà các bạn chạy đến bước này ấy nhưng mà vướng vào đây thì các bạn cái video này mình có thể quay bằng điện thoại hoặc là quay bằng máy quay, các bạn chú ý nhá. Nó cũng khá là đơn giản, nó không quá cầu kỳ. Các bạn cũng có thể có mic ở trên máy tính, các bạn có thể tự động thu âm và tự động mic cho cái đây, tự động mic cho cái video này. đấy. Đó, sau đó các bạn dừng lại thì nó sẽ tự động tạo cái video của chúng ta thôi. Đó. Đây, phần captain đấy. Mic cho cái đây, thấy chưa? Đó, phần capture đây, mình capture W A V đây. Đó. Bạn đặt sau đó bạn đặt rưỡi này thì nó sẽ thu thôi, khá đơn giản đây này. Ví dụ như ở đây là nó có ở đây này, mic cho cái thấy chưa, ta cũng có thể thu được đó.
Sau đó thì chúng ta chạy xong các thứ, các bạn có thể cho rất nhiều template ở dưới này, à, rất nhiều chắc ở dưới này. Thì sau đó các bạn sẽ chọn product, các bạn xuất ra thôi. Đấy. Ví dụ như xuất ra ở cái phần mềm này nó có một cái chế độ trích xuất thông minh, xem cái nguồn của video. Ví dụ như nguồn video này mình quay 4K thì mình có thể xuất được 4K luôn, 3840 x 2160p, được chưa? Để cho chất lượng hình ảnh nó tối ưu, nó tốt nhất. Các lưu ý là khi xuất video ra, các bạn nên xuất xuất video xuất video ra bằng hoặc là thấp hơn độ phân giải gốc của chúng ta. Các bạn đừng đừng cho cao hơn độ phân giải gốc của chúng ta thì chất lượng hình ảnh nó sẽ không nét lên mà nó vừa lâu nữa. Đó, ví dụ như ở đây là 4K, mình chọn 4K, hoặc là các bạn có thể chọn vào đây profile ở đây để cho nó chọn chế độ trích xuất thông minh thì nó sẽ tự động chọn cho chúng ta. Ví dụ như ở đây là nó có thể chạy được độ phân giải 4K. Trích xuất thông minh là nó sẽ tự động chạy qua những cái vùng mà nó cùng độ phân giải ấy, thì nó không cần render ấy. Nhưng mà mình thấy là cái chức năng này nó cũng hữu dụng trong một số tình huống thôi, được chưa? Đó, ví dụ như ở đây là nó có thể là video 4K, các bạn chạy 4K, được chưa? Hoặc là video 10 thường, thường chúng ta chạy 1080 thôi. Ví dụ như ở đây mình sẽ chạy 1080. Được chưa? Sau đó mình sẽ chạy, ví dụ như ở đây chọn M4, đa số chọn H264 nha. H264 mình thấy là khả năng render nó cũng tối ưu nhất, 30 frame hoặc 24 frame, được chưa? Sau đó các bạn sẽ xuất video ra thôi. Nó cũng khá là đơn giản, không có gì mà khó khăn cả. Đấy, xuất ra video ra thì nó thì gọi là quá trình này nó cũng ok, được chưa? Đó, bạn chờ quá trình này xuất ra. Đấy, xuất ra ở đây nó chỉ rơi tầm khoảng 3 phút là xong, sau đó có được video. Đó, đó là cái video hướng dẫn các bạn làm một cái video đơn giản nhất bằng cái phần mềm producer, được chưa? À sorry, phần mềm Power Editor, Cyber Power Editor, được chưa? Và đến đây thì mình sẽ mạnh một cái thì cái núm này kết nó thúc cái video này tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc các bạn một ngày.